Làm cách nào để có một làn da căng bóng, mịn màng và trẻ trung hơn? Thực tế thì điều này không quá là khó. Chúng ta chỉ cần giảm cái độ sần sùi của làn da để da mịn màng hơn, giảm các nếp nhăn ở trên da và cấp ẩm thêm cho làn da thôi. Và các bước này có thể thực hiện rất là đơn giản và nhanh chóng ngay tại nhà. Vậy thì đừng bỏ qua video ngày hôm nay, Hương sẽ chia sẻ đến chị em những bước vô cùng đơn giản có thể thực hiện được tại nhà để chúng ta sở hữu một làn da căng bóng. Và trước khi bước vào phần chính của video thì đừng quên là Hương có một fanpage tên là Nguyễn Mai Hương. Tại đây Hương sẽ chia sẻ rất là nhiều những kiến thức về chăm sóc da. Chị em mình hãy ghé qua đó để kết nối cùng với Hương. Và đừng quên là ấn vào nút subscribe hay là nút đăng ký kênh YouTube ở phía dưới để hàng ngày chị em chúng ta được gặp nhau và chia sẻ với nhau những kiến thức như thế này. Bước đầu tiên trong việc muốn có một làn da căng bóng đó chính là áp dụng việc tẩy tế bào chết. Thế như Hương vừa chia sẻ ở trên là chúng ta sẽ làm như thế nào đó để chúng da chúng ta giảm cái độ sần sùi đi thì da chúng ta sẽ căng và bóng hơn rất là nhiều rồi. Tế bào chết ở trên da thì nó sẽ khiến da chúng ta không chỉ sần sùi hơn đâu, nó sẽ là cái tiền đề khiến làn da chúng ta bị tắc nghẽn. Vì vậy chúng ta có bôi các sản phẩm gì để chăm sóc da thì cũng khó hấp thu và da chúng ta sẽ khó đẹp được. Ngoài ra thì các tế bào chết già cỗi ở trên da nó còn khiến da chúng ta lem nhem, không được đều màu nữa. Ở những cái độ tuổi mà ít tuổi hơn độ tuổi trẻ thì chị em thường thấy rằng làn da các chị em độ tuổi đó rất là căng và mịn là do cái sự đổi mới, tốc độ đổi mới làn da nhiều hơn. Nhưng mà chúng ta càng lớn hơn, nhất là sau độ tuổi 25 thì tốc độ này nó sẽ chậm hơn. Và ngoài ra thì có những vùng da nó có thể không được đào thải các tế bào già cỗi ra. Vì vậy chúng ta phải thêm những sản phẩm tẩy tế bào chết. Có thể là tẩy tế bào chết dạng vật lý, nhưng mà dạng này thì hiện nay đã không được ưu tiên quá là nhiều rồi, nên chuyển sang những dạng hóa học như là AHA dành cho da thường, da khô, BHA dành cho da dầu và mụn. Và đối với một số chị em nào đó, tình trạng da dày sừng quá là nhiều, hoặc là tình trạng da mà đã rất nhiều thời gian chúng ta không có biện pháp để loại bỏ tế bào chết, hay là những làn da mà dùng các loại tẩy tế bào chết mà thấy rằng hiệu quả nó kém, thì có thể áp dụng thêm liệu pháp là peel da và sẽ tác động sâu hơn vào các hàng tế bào và bong một lớp nhẹ thôi, bong sừng thôi, để làm da chúng ta nó mịn màng nhanh hơn. Thôi chị em mình đang dùng các sản phẩm tẩy tế bào chết như thế nào, hãy comment ở phía dưới để chia sẻ cùng với Hương nha. Điều thứ hai chính là hãy chú trọng đến việc làm sạch da. Nếu chúng ta không làm sạch da tốt thì làn da chúng ta sẽ xuất hiện tình trạng là mụn ẩn này, sần này, hoặc là sợi bã nhờn rất là nhiều. Và chính những thứ đó nó sẽ làm da của chị em chúng ta không có trạng thái căng bóng và mịn màng. Những chị em nào đó mà khi chúng ta đi làm về buổi chiều này, nhất là chúng ta tập thể dục hay là nấu cơm ấy, thì nên có thêm một cái cách để chúng ta làm sạch da, sau đó chúng ta mới nấu cơm và tập thể dục. Chứ còn chúng ta sẽ giữ nguyên kem chống nắng như vậy, lớp trang điểm như vậy, hay là cái bụi bẩn đi ra ngoài như vậy, thì chúng ta sẽ làm một cái tiền đề khiến cho da luôn luôn sần sùi. Vậy thì chị em chúng ta khi chúng ta bước từ cơ quan về nhà thì có thể tẩy trang nhẹ nhàng thôi. Đó, sau đó thì bôi thêm một lớp toner hoặc là serum để cho da chúng ta nó không bị khô căng và chúng ta sẽ làm các công việc tiếp theo. Sau đó buổi tối thì chỉ cần là sữa rửa mặt và bắt đầu treatment. Ngoài ra khi rửa mặt, Hương đã làm cái video về cách rửa mặt chuẩn này, hay cách tẩy trang chuẩn rồi. Chị em mình hãy xem vào đây nhé. Có sản phẩm tẩy trang tốt, có sữa rửa mặt tốt rồi, nhưng nếu mình thao tác không chuẩn khi mình làm sạch da hàng ngày thì da chúng ta sẽ khó mà đẹp được. Lưu ý thứ ba là hãy cấp đủ ẩm cho làn da. Để có một làn da căng và bóng, chúng ta sẽ phải có một làn da đủ ẩm. Thì cái này có một cái hình ảnh so sánh rất là dễ hiểu, đó chính là trái dâu tây và trái vải, đúng không? Thì khi chúng ta mà không có một làn da đủ ẩm thì nó sẽ sần sùi kiểu giống trái vải này. Còn nếu ngược lại, da chúng ta mà đủ ẩm hơn, nó sẽ căng hơn, nó sẽ giảm các tình trạng xuất hiện các dấu hiệu lão hóa, thì da chúng ta nó sẽ căng giống như trái dâu tây. Đơn giản về việc cấp ẩm cho làn da thì chỉ cần là một bước serum cấp ẩm có tính hút ẩm thôi, như là HA hoặc B5, đó một trong hai thứ. Tiếp theo là một cái sản phẩm kem dưỡng ẩm phù hợp với tình trạng da của chị em chúng ta. Bởi vì cái HA B5 này nó rất dễ bị hút ẩm ngược trở lại khi chúng ta dùng. Chúng ta sẽ có thêm một lớp dưỡng và giống như một lớp màng để giữ lại cái HA này. Đó, thì dưỡng ẩm cũng phải lưu ý chọn phù hợp với tình trạng da của chị em. Nếu mà da sần này có bít tắc nhiều thì nên lựa chọn các dưỡng ẩm mà kết cấu mỏng nhẹ là dạng gel hoặc dạng lotion. Còn ngược lại, nếu tình trạng da khô và thiếu ẩm nhiều thì có thể là dạng cream hoặc là có dầu hoặc là oil thì nó sẽ giữ ẩm của chúng ta tốt hơn. Và một tuần sẽ nên đắp mặt nạ khoảng tầm từ 2 cho đến 3 lần. Và bước cuối cùng để có một làn da căng bóng, mịn màng và giảm nhăn chính là thêm các sản phẩm chống lão hóa. Thực tế là mình sẽ cần phải sử dụng đầy đủ các bước ở phía trên, bước đơn giản trước, thì sau đó chị em mình mới nên thêm các bước này. Chứ rất là nhiều chị em mình không quan tâm đến tẩy tế bào chết, cũng không quan tâm đến cấp ẩm mà mình lại thêm các hoạt chất vào, thì da mình không những không đẹp mà nó còn có xu hướng là bị sạm đi hoặc là dễ kích ứng. Thì hoạt chất ở đây Hương ưu tiên thêm vào đó chính là cái retinol hoặc là cái adapalene. Đây đều là hai dẫn xuất của vitamin A, nhưng nó có tác dụng là giảm tình trạng nhăn và giảm sần rất là tốt. Đối với retinol này thì sẽ ưu tiên sử dụng cho chị em nào đó mà tình trạng ít mụn thôi, có hơi lấm tấm thôi, và chủ yếu là mong muốn là giảm nhăn, chống lão hóa và làm đều màu da. Còn đối với adapalene này,
adaptogen này thì nó sẽ thiên nhiều hơn về việc trị mụn, giảm sần và bình thường hóa. Chị em nào đó mà có tình trạng mụn, nhất là tình trạng mụn ẩn này, lỗ chân lông to và da dầu thì nên sử dụng adaptogen nha. Rồi, và chị em mình đã biết cách sử dụng retinol và adaptogen chưa? Nếu chị em nào còn chưa biết cách thì có thể click vào link ở phía trên hoặc là để lại comment ở phía dưới để Hương hướng dẫn nha. Rồi, và trên đây chính là chia sẻ của Hương rất đơn giản để giúp da chúng ta căng hơn, mịn hơn và căng bóng, mịn màng và đủ ẩm. Vậy chị em mình hãy xem rằng mình có đang thiếu các bước nào hay không, và hãy comment ở phía dưới nếu gặp bất kỳ khó khăn nào trong quá trình skincare.